Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở những video lần trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe màu vàng phiên bản máy xăng. Hôm nay thì chúng tôi lại vừa mới mua về được một chiếc xe Hyundai Santa Fe, nhưng khác với chiếc xe Hyundai Santa Fe trước, chiếc xe này là ở cái phiên bản máy dầu quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký cuối năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được 16.000 km rồi. Và đây là cái phiên bản 2.2 máy dầu quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì rất là mới, và phần bên ngoại thất còn chưa có một vết xước, chưa có một vết phải sơn lại quý vị và các bạn ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là sơn zin nguyên bản cả xe, bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, và chiếc xe này thì còn bảo hành luôn vì chiếc xe được sản xuất năm 2020. Tính ra đến bây giờ chiếc xe mới sử dụng được 1 năm quý vị và các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp. Đuôi 99 biển kép đấy quý vị và các bạn nhé, 30G và đuôi 99 ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản, là chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị và các bạn thủ tục ngân hàng, đặc biệt là những ai mà ở Hà Nội hoặc những các tỉnh lân cận Hà Nội, chúng tôi có thể vẫn hỗ trợ trả góp được cho quý vị và các bạn nhé. Về chiếc xe này thì chắc chắn một điều với quý vị và các bạn không phải lo về chất lượng nữa. Vì thứ nhất là chúng tôi cam kết chất lượng với quý vị và các bạn rồi. Nó còn nguyên bản từ nước sơn cơ. Bên ngoài nó còn nguyên bản, những cái nước sơn này nó còn nguyên bản thì đương nhiên là bên trong nó chưa có một cái vấn đề gì cả quý vị và bạn nhé. Và cái phần nội thất thì nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem chi tiết một lần nữa, từ ngoại thất cho đến nội thất, rồi đến cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.